Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, Zika Audio xin chào anh Vũ Ngọc Trung nhé. Vâng, anh ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube, anh có đặt cho mình một đôi loa chat PT6. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty Zika Audio thì cảm ơn anh Trung ạ. Vâng, anh Trung nhé, đây là cái sản phẩm mà anh đã đặt bên em. Đây là sản phẩm mới bên em bảo hành cho anh 1 năm. Đây là chép PT6 đây ạ. Vâng, đây là hai hộp bên em đã để sẵn đây rồi ạ. Thì nơi bên em sẽ đóng vào đây rất là cẩn thận và bọc xốp chống sốc, vì thế anh yên tâm bên em vận chuyển hàng xa rất là đảm bảo. Vâng, trước mặt anh Trung đây ạ, đây là đôi loa chép PT6 được cái màu đồng rất là sang chảnh. Ở dòng này thì bên em có gắn cho anh thêm một cái tụ này chống cháy này. Đây là cái tụ rời mà bên em tặng anh để anh sử dụng cái này được lâu dài và bền bỉ. Tất cả tụ mà không có tụ trong bên trong thì bên em đều là gắn tặng thêm tụ cho các bác về dùng tha hồ, không bao giờ lo bị cháy các bác nhé. Đấu trực tiếp đằng sau âm ly hoặc là đằng sau đẩy hoặc là đằng sau cầu loa đều được hết ạ. Vâng, rất là đẹp. Và phía bên trong này có hình đầu đạn rất là hầm hố đấy ạ. Vâng, họng live chép khá là hay, rất là dày. Và bên em tặng kèm anh 10 mét dây để anh kết nối trực tiếp nhé. Vâng, bây giờ em cho to nhà to lên tí để chúng ta cùng trải nghiệm cái giải chép của cái đôi chép rời, hay gọi là chép tóc PD6 thể hiện. Vâng, thì em cũng đang kết nối trực tiếp đằng sau đẩy luôn này ạ. Đẩy 600W mà nó không hề cháy nhá. Và trực tiếp cầu đổ đen luôn và đến với chép qua một cái con tụ chống cháy, vì thế các bác yên tâm sử dụng. Vâng, em đang kết nối với lại cái máy lưng tiếng TD Acoustic CB600. Hàng bên em mới về, các bác nào bên em quản nợ đơn thì các bác hãy liên hệ nhé. Và một cái banker GA TF6 và một cái đẩy hai kênh WeWork mã là D400. Vâng, anh Trung nhé, hiện tại cái chép PT6 của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, đây là sản phẩm mới, bên em xin phép anh bên em bỏ ra trên nhiên viên đóng hàng. Rồi sau cùng thì em chúc anh Trung và gia đình sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào anh Trung và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.